Hello cả nhà. Hello cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh của Sara Nguyễn Cuộc Sống Lên Đình. Thì bình thường thì em xuất hiện ở video có một mình em đúng không? Nên hôm nay có một cái chị ngồi kế bên. Em xin giới thiệu với mọi người, đây là chị Sương. Thì chị Sương là một học viên rất rất là đặc biệt của em luôn. Là chị sinh năm bao nhiêu ta? Chị sinh năm 1973. Chị sinh năm 1973. Chị làm việc ở tiệm nail hay là... Chị làm ở xưởng giày đó, chị không có làm việc trong tiệm nail nên là cái tiếng Anh giao tiếp của chị đó còn hạn chế, đặc biệt là kỹ năng nghe đó, nên là nhưng thấy vậy thôi chứ không có gì lo hết. Em kể cho mọi người tại sao chị đó ngồi ở đây. Tại vì chị đó học bên em mà chị đó không có chịu học ở nhà. Chị đó nói là phải lại nhà cô giáo học mới được, tại chị sợ chị nghe không có được. Nhưng mà mặc dù như vậy nhưng mà chị học rất là siêu luôn. Chị học với em là trong vòng 2 tuần chị đó lấy luôn 2 cái bằng. Thì bây giờ mọi người sẽ nghe chia sẻ của chị ấy nha. Đầu tiên là cái bằng A2. Thì cái bằng A2 là hồi trước chị học bên em là mấy ngày chị còn nhớ không? Chị học một tuần, chỉ trong vòng một tuần thôi. Trong vòng một tuần đúng không? Thì em còn nhớ nhất cái đoạn là em đảm bảo cho chị trong vòng 7 ngày chị đi thi đậu mà chị còn không tin em đúng không? Tới nỗi là em đặt lịch thi cho chị mà chị bảo thôi thôi chị không dám đâu, tự tin chưa, tự đúng tin rồi, chưa. Đúng rồi, chị cảm thấy mình chưa tự tin lắm. Dạ, yeah. Nhưng mà chị thấy là học bên em á thì chị có bị áp lực hay là chị cảm thấy như thế nào? Không, cái thời gian trong một tuần chị học của em á, chị thấy không có áp lực, vừa học vừa vui vừa chơi. Dạ, yeah. Thì do chị là chị bị yếu kỹ năng nghe nên là khi em học với chị em sẽ tập cho chị quen thuộc bài các thứ, thì em sẽ chị thiếu chỗ nào em lắp chỗ đó. Thì khi mà chị thiếu kỹ năng nghe thì chị đã được những cái huấn luyện viên chuẩn của bên em, bao nhiêu giọng Anh chị đã được nghe huấn luyện với chị? Em cho chị nghe là ba giọng của người nước ngoài đó, cho chị quen trước khi chị vào phòng thi. Dạ, yeah, đó là lý do tại sao mọi người thấy là em đảm bảo với các anh chị là thi một lần đổ ngay hết. Tại vì thiếu chỗ nào em lắp chỗ đó liền hà. Và khi chị đi thi là chị cảm thấy có tự tin vô phòng thi. Vô phòng thi chị cảm thấy như thế nào? Vô phòng thi chị thấy là cũng không có gì mà phải lo. Mà trước khi chị vô phòng thi đi thi chị lo lắm. Chị cảm thấy mình mất tự tin lắm kìa, không có tự tin cho lắm. Nhưng khi đi vô rồi á, chị thấy rất là dễ. Dạ. Như những gì mà em đã nói trước khi chị đến phòng thi. Dạ đúng rồi, thì đó là tất cả là học viên bên em như vậy. Có nghĩa là đi thi đã được chuẩn bị sẵn là từng bước nào, bước nào, bước nào, bước nào hết rồi. Nên là mọi người đi thi là không cần lo lắng gì hết á. Chỉ cần xách đích đi thi và xách bằng về tặng em thôi. Và bây giờ mình sẽ sang về cái bằng thứ hai nha. Và cái bằng thứ hai là chị đó quyết định học luôn, đó là cái bằng Life in the UK. Tại vì bằng này á, là không có cái thời hạn nên là trong lúc thời gian lockdown này chị đó quyết định chị học luôn. Mà tại sao chị quyết định học luôn hai cái bằng vậy, trong khi ban đầu chị học cái bằng đầu tiên mà chị còn nhát nữa? Tại vì chị biết em qua mạng mà đúng không? Như vậy thì tại sao, lý do nào chị quyết định chị học luôn cái bằng thứ hai? Bởi vì qua một đợt thi A2, A2 á thì chị thấy học rất là dễ, không có gì phải lo mà cũng không có áp lực nhiều. Cho nên là cuối cùng chị đi thi thì đạt kết quả tốt. Cho nên đợt này chị muốn thi để lấy thêm cái bằng Life in the UK. Nên chị quyết định chị đến em để học. Yeah. Với cũng ngay cái dịp hiện tại bây giờ mình đang lockdown đó em. Dạ. Chị thấy vậy thôi để chị học. Rồi trong quá trình học là chị thấy cái bài dạy em dạy chị như thế nào? Học cũng trong vòng bao lâu ta? Học cái bằng Life in the UK là chị học em trong vòng như là cũng trong vòng một tuần thôi à. Nhưng mà em chị nói chị rồi mà chị không tin đúng không? Em nói là chị là cứ một tuần lấy em một cái bằng, một tuần lấy một cái bằng, mà em nói chị rồi chị không có tin. Nhưng mà chị còn cứ định là đòi lại nhà em học. Ok, thích thì lại nhà em học thì lại thôi. Chứ em đã nói với chị rồi, không cần phải lại nhà em học đâu, chị học ở nhà vẫn được, đỡ tốn thời gian đi, mất công tội nghiệp anh chồng là phải đưa đón. Nhưng mà em phái anh chồng chị cái đoạn là trời ơi, tôi rất là bất ngờ khi nghe vợ tôi nói tiếng Anh luôn. Tôi hạnh phúc lắm, lần đầu tiên mấy chục năm ở với nhau tôi mới biết là vợ tôi nói tiếng Anh. Không, đúng sự thật là như vậy á. Dạ. Trước khi mà chị chưa biết em ha, chị yếu lắm. Yếu tiếng Anh dữ lắm. Dạ, chắc là tiếp xúc với em nhiều, em tào lao chắc đó, nên là chị chưa theo. Sau khi biết em rồi chị biết được chút. Quan trọng là thi đậu hai cái bằng đúng không? Okay. Rồi cái bằng Life in the UK thì trong quá trình học đó thì chị thấy là học có bị cảm nhận của chị học cái bằng Life in the UK như thế nào?
cảm nhận của chị sau một tuần học với em và đi thi, chị thấy là học thì cũng dễ lắm em. Chị thấy khó quá mà sao em nói cứ dễ mà chị không có tin. Thật sự em không có tin đâu mọi người. Nhưng mà khi học thì thấy nó cũng dễ như mình học ở cái bằng của thằng Echu vậy đó. Thì khi mà mình vô phòng thi á, cái lúc mình thi á, cho dù là cái đề của nó đổi, nó quán dị cái câu hỏi xuống trả lời lên câu hỏi thì mình vẫn làm được, là cũng nhờ cô giáo Thảo đây. Nhưng mà lúc mà chị học, chị có cảm giác là chị đang học không hay là chị đang tám chuyện với em? Tại vì biết sao không? Tại vì em thấy mấy chị học viên của em á, rất là nhiều chị thi đậu xong rồi về đăng lên tôi học và tôi nói xàm với bà. À đúng rồi chị em giờ em nhắc là chị mấy cái thời gian, cái quá trình mình học á, trong vòng một tuần á, hai chị em mình á học mà vừa học vừa giỡn, mà giống như hai đứa đang ngồi nói chuyện mà tám vậy đó mọi người. Mà em cũng hiểu sao mà lúc đi thi vẫn làm bài được. Chị có biết em nói kiểu gì đó xong chị nhớ trơn đúng không? Thì đó là cảm nhận chung của tất cả mọi người như vậy. Thì bây giờ chị nhận hai cái bằng rồi, chị cảm thấy có nhẹ người chưa? Sau khi chị nhận được hai cái bằng, chị nhẹ người lắm. Và chị cũng yên tâm là mình sẽ ok trong cái việc mà làm hồ sơ của chị. Dạ, thì đó, thì bây giờ anh chồng chị chắc là rất là tự hào về chị ha. Không ngờ là vợ của mình rất là giỏi như vậy mà mấy lâu nay chưa nhận ra. Học 2 tuần lấy luôn hai cái bằng rất là nhanh, gọn lẹ, không một chút áp lực, không một chút stress gì hết á. Thì nhân đây thì chị có gửi lời gì đến mọi người đang xem cái video này cho các anh chị em chuẩn bị thi sắp đến không? Em xin gửi đến các anh chị, nếu mà anh chị mà đang học với cô giáo Thảo thầy á, anh chị cứ yên tâm đi thi, là không có gì mà phải lo hết, mấy chị cứ yên tâm đi, cứ thoải mái, cứ thả lỏng ra, là em bảo đảm các anh với chị là sẽ ghinh cái bằng về là 100%, điểm 100% luôn. Tại vì bản thân giống như chị này, trước đó là chị đó sợ lắm, lo lắm lắm, tại vì chị đã không có tự tin cho bản thân của mình. Và thật sự thì bây giờ chị đã lấy hai cái bằng về rất là ngon lành, rất là dễ dãi luôn, và cả gia đình cũng như là chồng con rất là tự hào về chị đó. Thì ok, nhân đây thì em cũng chúc cho chị sức khỏe, luôn luôn xinh đẹp và thành công trong cuộc sống, và đặc biệt là sớm trở thành công dân Anh nha. Chị cảm ơn em. Ok, và xin cảm ơn chị, xin cảm ơn mọi người, cảm ơn chị đã đồng hành học cùng với em 2 tuần và lấy hai cái bằng, cũng như cảm ơn các anh chị đã xem cái video này, và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người. Bye bye.